Ai chơi cái nón trước? Đấy, tỷ lệ 81 này, có bảo là 91 này. Rồi căn. Nếu mà hên là nó sẽ ra được dòng ngon luôn. Mà xui là xịt luôn đấy chứ không, không còn dòng nữa. 1 2 Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video với con game MOS6.vn nha anh em ơi. Thì có nhiều anh em bảo mình mua cái set ma thuật cấp 2 đi. Thì hôm nay mình cũng mới xúc được ít lúa của mẹ đem đi bán. Thì cũng có kinh phí để lên set cấp 2 rồi. Thì set này nó khá là đẹp nhưng mà lên là nó khá là tốn kém nha anh em ơi. Cực kỳ tốn kém luôn nha. Rồi. Thì trước tiên á mà anh em muốn lên set ma thuật cấp 2 thì anh em phải lên set ma thuật cấp 1. Thì bây giờ là mình sẽ phải đi đi sang server khác để mình mua một cái set ma thuật trong shop. Và đập nó lên cộng 9 nha, đập nó lên cộng 9. Và đập lên cộng 9 và sẽ phải cho nó 16 ốp. Thì ở đây còn có bốn cái hoàn hảo thì để mình thử xem mình ép thì nó khá là hiếm nha, khá là mắc. Bây giờ co mua cái kia mình để đập lên được 9 đó. Thì cái kia nó lại không có, nó không có lúc mà anh em đập đập là chắc chắn nó sẽ xịt nhiều, cho nên mình sẽ co mình mua một set thôi, rồi mình về mình sẽ lấy cái ngọc hoàn hảo này này để mình cho nó lên đấy. Thì đây mới có 4 viên hoàn hảo à, vậy là phải đi mua. Còn không thì để mình qua đấy mình đập lấy một một cái lên cộng 9 thử xem dễ không nha. Cái này gọi là chơi ngu lấy tiếng đấy. Rồi xong về á, nó có hai 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 kiểu là để cho anh em đỡ tốn kém. Là kiểu thứ nhất á là anh em lấy này thôi, anh em cộng hưởng. Cộng hưởng thì nó cũng rất mất thời gian, có nghĩa là anh em đập để muốn muốn lên một món cộng 16 ốp phải không, muốn lên một món 16 ốp thì anh em sẽ đập hai hai cái món đấy, hay là kiếm một cái món extra lần nào đó 8 lúc hoặc là cao lúc đấy, anh em cộng hưởng co với cái đồ shop này thì nó sẽ lên được 16 ốp. Còn không lấy lai đập thì khá là tốn kém đấy. Đây để đi vào cái cửa hàng của con trâu nha, mua nha. Con MG này xài được mà nhưng mà nó không xài đầu thôi. Đây để mình đập thử mỗi mỗi thứ hai phát xem anh em thấy nó xịt cỡ nào nha, tác dụng giữa không lúc và có lúc nha, thử thôi nha, anh em đừng có bắt chước dưới mọi hình thức. Rồi 8, ghê ghê, cái này là kỹ năng, cái này là kỹ năng. Ui ui đấy, hên 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 đấy, ghê 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 ghê. Thôi, tính bảo đập khó lắm. Thôi, nhưng mà may may là mình mới tới học được bí kíp mà. Đấy. Thôi, cho em xin anh ơi, em xin anh ơi. Đúng rồi. Cái xíu mà nó không cho nha mày, khổ thật. Rồi, yên quá. Đã làm thì làm một bộ luôn nha. Rồi thì đây nó lên cộng 9 rồi, bây giờ là nó chỉ cần ốp thôi, cần ốp để nó ra đi, đủ một set. Bây giờ mình qua server 1. Thì cái lên lên đồ á thì nó chỉ cần là cộng 9 thôi, còn lên vũ khí nó mới cần cộng 13 nha. Thì cái vấn đề bây giờ là ốp này thì nó có thể anh em có thể là để coi nào, đập like
Từ từ cái đó để mình coi mình là có những cái món đồ nào. Chắc bây giờ phải mở bot, bot nhiều lắm. Đây để đây đi nha. Đâu rồi? Chắc phải đi mở bot này. Này cộng hưởng co được không ta? 24 ốp. Để mình cộng hưởng cái này có cái đầu này. Rồi, cái quần này ngon quá thôi không cộng hưởng, để mở Xbox ra đi. Xbox này là lấy phôi ngon đấy. Rồi. Rồi, ốp 20 được nè, cái quần này, xong cái quần này. Ốp cộng 8. Ốp 8. Ôi tiếp cái quần nữa, cái con đun, ui cái con đun ngon thế. Đây top 20 được này, hai món nha, ba món rồi, hình như là còn thiếu cái chân, cái chân với cái áo thôi. Ôi nó lại ra cái này rồi, lại còn áo đây. Ôi áo không ốp. Cái tay Anubis. Tay này thì không đấy được rồi. Thôi để mình về mình lấy không mở bot nữa. Thôi mở đi. Tay nè. Nón rồi nè, áo này. Quần này. Cái này cộng 8. Rồi, được 3 món rồi. Còn thiếu cái chân với cái áo nữa, cái chân với cái áo. Chân với cái áo hả? Áo này 8 ốp, áo này 4 ốp. Để có con phụ đi, không mở là không có chỗ để, nhiều đồ quá. Để mình đang cắt bot đi cho anh em mà. Đây, áo 20 ốp. Áo đây. Mấy cái áo này 5% hả, hơi uổng nhỉ. Được, được. Cái khác. Này thì lại ngọt không. Đấy, em mới làm chơi lớn chút xíu cho nên nó ra được khá là nhiều đấy. Ui cái tay này 24 ốp. Này thì lại bót không. Này là cũng bót không rồi. Vậy là phải mở bót tiếp à. Chân đây, chân này chân ngon rồi. Cái máy bot đây nha. Cái tay với cái áo. Chân với cái áo. Mũ chỉ tôn. Mũ 20 ốp này. Để cái mũ 380 lại, lấy cái mũ này đập. 380 đây áo này. Ui áo sao có lúc 4. Đây. Rồi. Như vậy là mình sẽ chơi cách này. Cắt đi, không có thời gian nó cái này này, cắt cái mũ này. Tay này 20 rồi, 20 rồi. Áo, kiếm cái chân cùi thôi. Chân nào cũng được. Này không biết được hay không, thôi lấy cái đồ nam đi cho chắc cú. Ồ, vậy là chưa có chân luôn. Đồ hả? Lấy chân này luôn. Lấy chân này nhưng mà mình sẽ được đập cho nó lên lên ốp nha. Ốp. Trước gì đấy để lên cho mặt. Cách này cho anh em chim ngưỡng cái đó. Để tháo cái này ra nha. Đấy. Ngưỡng xếp ma thật. Cái này nó đầu nó không có. Rồi. Đâu cho anh em đứng nhìn cái. Nó hơi bần bần chút xíu. Nó cũng chưa cộng 15 mà. Cái đấy nhưng mà nó cũng phải cộng 15 nhìn nó mới chất. Làm cho em tấm hình. Rồi. Chút xíu nó lên cấp 2 là nhìn là sẽ chất ngay. Bây giờ về Nozia.
Ôi lại quên chưa có lấy phôi, cái phôi để cộng hưởng rồi. Nén cái này. Cái nào chưa đủ ốp 24 nào. Này phải không? Cái này với đây là phải lên cho 88 16 này, 8 này. Trên 8, trên này 8 luôn. Rồi. Áo phòng áo 4 thì cái này nó cũng phải 8 luôn. Rồi 8 rồi. Ở đây anh em cộng hứng nó cộng dồn được. Rồi. Đây. Kết hợp với ngọc sinh mệnh là cái nào. Rồi. Giờ là đến cái bước quan trọng là đi cộng hứng. Đây là cách này là cách tiết kiệm nhất có thể. Đỡ tốn kém. 8 cái này 20. Thôi đâu. Hai món giống nhau. Cái này không giống nhau rồi. Cùng Thái Bình 10 10 giống nhau luôn rồi. Bon bon. Ui lại phải mở hả? Căng nhà. Để qua bên kia mua hai cái đồ xốp. Đồ xốp để bán. Anh em mua cái gì cũng được, nói chung là mua hai cái nào nó nhỏ nhỏ thôi. Mua bằng cái nhỏ nhất thì chắc là cái vút của con này rồi, nó đỡ tốn chỗ để ấy. Mua lấy hai cái này này. Hai cái này nó có lúc như nhau, vậy là được rồi. Rồi về Nokia luôn. Cộng hưởng thì nó mất thời gian đấy. Rồi để mình rồi hưởng cái áo trước nha. Hai ba mốt là bây giờ liền lẻ một. Rồi vứt luôn nha. Đấy như vậy cái áo là 16 ốp rồi nha anh em ơi. Thì đây mình làm một cái trước để mình lại đây có nguyên liệu vào cho anh em xem là nó cần những gì. Đây gồm hai cái này và một cụm ngọc 10 thôi nha. Cụm ngọc 10, cụm lai 10 nữa. Ai mới lúc nãy mới like đâu rồi. Đây. Đây mình đi lại đây. Hiện tại là cái này nó có tỷ lệ xịt rồi nha. Tỷ lệ xịt cao đấy. Nên anh em đập phải bổ ngọc tỷ lệ vào. Khá là nhiều người xịt. Mà anh em thấy tưởng tượng là nó xịt một lần là nó khá tốn kém. Đây. Của hai cái này là nó sẽ thay đổi. Đây. Đấy. Nó chỉ cần như vậy thôi. Cụm này. Một viên trao nữa nha. Đấy. Và một viên trao nữa là sẽ đủ. Tỷ lệ thành công là 81%. 81% nhưng mà nó xịt cũng ghê lắm đấy. Mình thấy nhiều người xịt lắm rồi. Cho nên cứ bổ ngọc tỷ lệ vào cho nó chắc cú. Tại vì một lần nó tốn kém nhiều đó, đó. Thì tí cái là cũng xanh mặt đấy. Sao đấy mình đấy. Bây giờ mình sẽ đi cộng hưởng tiếp. Còn 4 món kia mình cộng hưởng cho nó lên 16 ốp luôn. Chứ còn đập bằng like thì tốn kém lắm. Đập like nhiều khi nó lên được 16 là mệt mỏi luôn đấy. Rồi. Đập cái còn đi. Rồi để mình làm hà liên tục luôn này. Thank you.
Lỗi kỹ thuật anh em ơi, lỗi kỹ thuật. Cái đấy là mình căn nhìn sai rồi. Mắt không có nhanh rồi. Anh nhìn đúng cái lúc mà nó sụp kẹt anh em ơi, nó sụp kẹt đấy. Cách sụp qua cái nhìn phê quá, nhìn không kịp. Để mình làm lại cái này xong. Xong làm lại cái này mình làm liên tiếp cho nó đỡ mất thời gian. Sẽ có một cách làm liên tiếp cho anh em xem. Chắc thử phải làm được bao nhiêu lần liên tiếp. Rồi. Cái set ma thuật cấp 2 là cái quân NBC cộng hưởng này nó đang mặc đấy anh em ơi. Em nhìn đẹp không? Cái này mình thấy quá đẹp. Nếu mà xài Queen 3. Queen 3 thì cực kỳ đẹp. Lâu quá mà nó không có sụp kẹt. Em phải chọn nhân vật lại. Rồi. Ôi kìa, lâu không ra anh em ơi, chụp mãi nó không ra, phải đái thật. Rồi, cái này không ra nữa là phải chọn nhân vật lại. Chụp hoài mà không ra. Pha trước bị lỗi, pha trước là mình nhìn lộn đấy. Đâu thế? Nhưng mà để kiếm hai cái món này lên cộng 8 ốp, 8 ốp thì dễ lắm. Và mình cộng hưởng thì nó mất thời gian nhiều khi nó lâu ra này. Tục nó lâu ra này. Mà anh em có thời gian thì anh em build đồ nó dễ. Nếu mà dùng like mà để đập cho cái món lên cộng 16 luôn á, nó xui xui một cái là anh em đập tốn rất là nhiều nhiều like nha. Đấy, nhiều like rồi. Bây giờ đi ở lúc nãy dây bao nhiêu ta? Ui, lẻ 6 hay lẻ 7 ta? Ui, lẻ 6 hay lẻ 7 mà nó xịt đấy. Đùa hả? Ui, đừng đùa như thế. Không vui, không vui, không vui rồi. Được, 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 không sao nha mày. Để mình làm cho chính mình chút xíu nha. À, vậy người ta cười chết. Người ta cười cho thối mũi đấy. Rồi, được. Để làm hai cái này xong rồi sau mình về. Ấy, lại dục cái kia đi. Cá thật sự luôn đấy. Lại dục hai cái lúc nãy đi rồi. Anh thật sự. Rồi cái này xong mình làm liên tiếp cho nó đỡ mất thời gian. Rồi. Rồi. Tiếp luôn.
Rồi. Đấy, thì lên 20 này, lên 16 này. Vậy là ngao đá còn cái này nữa. Hai món này. Rồi vứt hai cái này đi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm hai cái tay đại, hai cái tay nào đó cũng được. Ở trong này đi. Ê, cái nón với lại cái quần nào cũng được, để đập lên ốp luôn. Rồi con đỡ mất thời gian. Phải tập trung cái quần này thì phí quá. Lấy lại cái quần này đi, ốp không? Quần và nón. Lấy cái nón này luôn. À, lấy nón này đi. Cái này mới lấy lai lai mình đập lên cho nó dễ. Mới 18 ốp dễ không mà. 8 này. Quá đơn giản. Ôi đừng. Rồi. Cho cái này lên 8 ốp nữa. Rồi. 8, 8, 8. Rồi. Làm hai phát nữa là cho nó xong nha. Bởi vậy như mình nói là đúng. Cộng. Làm cái này là nó đỡ tốn kém. Nó mất thời gian. Rồi. Ông phát này nữa là đi lên đập luôn. Ui sao mình chứ. Mình chứ mất tập trung hoài anh em ơi. Áo thật. Thế con nào 8. Vậy là vẫn là cái quần què. Căn hai lần nó bị đói rồi anh em ơi. Phiền quá. Mình tính như là chứ nếu mà làm liên tục thì nó sẽ vẫn như móc cũ, nhưng mà lâu nó bị lỗi chút xíu. Này xong rồi phải không? Nón thì ít. Ui cái này nó giữa 4 à. 4 tự làm được xem nào. Rồi. Xong đi cho nó đỡ mất thời gian. Đây bây giờ là mình sẽ đi cộng hưởng. Mỗi thứ 5 phát. Và mình sẽ búa bằng đấy, cái này. Cái này thì chỉ cần cộng 10 thôi. Cần cộng 10 thôi. Cho nên là mình sẽ đi giải nén bạn kia mà bạn biết mình làm cấp 2 luôn kìa. À cái làm xét cấp 2 luôn vãi đái thật. Rồi 16 ốp rồi. Giờ đi trao, cần 5 pin trao. Trao nhà có điều kiện chứ mua nhiều nó như thế làm gì. Bên con kia thì mình ngại qua lấy. Rồi, bây giờ là sẽ tách ra để gộp lại cộng 10.
Rồi. Một cục đủ 5 viên rồi này. Còn cái kia nữa. Đây. Rồi, như vậy là ổn rồi, bây giờ giải nét trao. Rồi. Nhớ mua ngọc tỷ lệ nha anh em ơi, không là xịt là toàn đấy. Rồi, bây giờ đến lúc mà quan trọng rồi. Năm, 10 này. Ngọc tỷ lệ bố vào. Tỷ lệ 81 mà bố 10% luôn lên 91. Có xịt. Có khá là nhiều anh em chủ quan và nó xịt. Xịt là một cái là toang. Tốt một đơ mớ luôn đấy. Rồi đây. Đây, agent. Một cục này. Chào. Này. Có ước nguyện nữa, ui lại ngáo ra ngáo ngáo rồi. Ai không cành và ngáo rồi. Cho đá bao giờ lại cuối cùng lại thiếu. Rồi đây. Đây chơi cái nón trước. Đấy tỷ lệ 81 này, có bảo là 91 này. Rồi can. Nếu mà hên là nó sẽ ra được dòng ngon luôn. Mà xui là xịt luôn đấy chứ không, không còn dòng nữa. 1 2 cái ném 3 lần thì cho nó chắc. Mình có xịt cái lần mất 200k cái này rồi này. S này. B này. Rồi. Nhưng mà nó trắng bạch tạng. Nhìn là biết trắng bạch tạng rồi. À, được 4 ốp cấp 2. Rồi. Không sao, cứ để đó đã. Rồi, tiếp tục nha. Bây giờ lấy cái áo. Nói chung sao miễn lên là được rồi, đừng có xịt là được rồi. Xịt cái là tốn kém lắm. Thôi chứ an toàn là trên hết. Này thì ba luôn này. Rồi lại cũng trắng bạch tạng. Thôi 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 thôi. Cái ngọc mà lúc hồi nãy á, là mình để lại là để bây giờ là cần thiết đây. Giờ là cần nó đấy. Đập vào mấy cái này đây. Phát này không bỏ ngọc tỷ lệ. Ôi mà thôi. Không bỏ ngọc tỷ lệ thì phát lên mà thôi thôi. Bỏ vào đi. Cứ tiếc tiếc rồi cuối cùng mất một đống luôn á. Thôi chắc cố thêm được thêm 40k nữa mà tiếc cái gì. Mất mấy cục ngọc là đã mất giá rồi, mấy trăm k rồi. Thêm 22 item 100k nữa là làm mấy trăm k thôi. Tốt nhất là chỉ chắc cố bây giờ để giữa luôn đi. Rồi, em đi. Chắc cú. Đừng xịt là được rồi. Đừng xịt. Lên set này thì cực đẹp rồi. Ui, DK nào thế? Đừng xịt là được rồi, lại trắng bạch tạng. Thế con nào? Đúng rồi. Ui có lúc anh em ơi. Rồi, được cũng được. Được nha, rồi đến cái tay. Nhớ đầu xong em cúi xong đi coi nó có ra được cái dòng gì ngon không. Ôi lúc đấy là cách một đấy à ta. Đầu tiên tháng luôn này. Phát đầu tiên tháng luôn. Đấy lên rồi đấy. Lên rồi mà nó delay anh em ơi. Đấy. Ui chắc mày tặng.
Như sao nó cho nó ra dòng 44 năm hay gì đấy đi. Nhưng nó trắng bạch tạng hết anh em mày, khốn nạn thật. Đây, cất người vào đây làm gì nữa không biết nữa. Thiếu cái gì không? Rồi. Được, hình như được một cái có lúc. May là vừa đủ luôn. Vừa đủ với lại còn 4 viên ngọc may mắn. Lên. Tên. Rồi, hai cái có lúc cũng đỡ nha anh em ơi. Không khó lắm. Mà sao nhiều người xịt thế? Không, chắc mình bật phần mềm thứ bảy chủ nhật. Rồi, một nè. Phải được bao nhiêu viên có lúc, một viên có lúc nè. Thì cái này mình sẽ đập lên 9 nha anh em ơi, mình sẽ lấy lúc và mình đập lên 9 thôi. Tại vì mình đang sẽ đi kiếm phôi để mình cộng hưởng cho nó. Cái này sẽ có phôi để cộng hưởng cho nó nha. Lúc khá là nhiều lúc đấy chứ. 3 viên không lúc thôi. Đấy, còn dư 1 viên lúc này. Đập lên 9 cho nó đẹp trai, coi to đi, bắt đầu là tính đến cái chuyện mà full full dòng cho nó. Quá rẻ luôn anh em ơi. Đập một kiểu này thì ôi thanh niên nào ném boss thế, ném boss giờ này thế. Ôi. Thôi nói dễ xong. Có vải đái, khó vải đái, khó vải đái. Ui khó vải đái, khó vải đái. Trời. Ui, có thanh niên nào đứng đây ném boss cho nên nó lắc. Lóc đầu đi chỗ khác đi. Rồi, hai món lên 9. Chú bề, ao đá thật. Lúc nãy thì không giải nén nhiều lên. Sao sao á? Làm tí S nó đi. Đấy, nhìn nó đẹp trai hơn rồi đấy. Nó lên cặp 15, nhìn khoai nó mới to. Khoai to mà khoai có sừng, mọc nanh này kia đó. Sùi màu gà vậy đó. Đấy, rồi, nhắn lại cụm 10 đi. Rồi, bây giờ là tán cái chân. Rồi. Ây da. Đừng 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 đừng. Chỉ để vậy cho nó lên 11 luôn cũng đẹp nữa. Rồi. Đùa hả? Ô thôi xong rồi. Còn một cái cuối cùng tay móc tùm lum rồi. Tay móc tùm lum rồi, không sao anh em ơi. Đấy. Như vậy là nó đã khoai nó đã to lên được chút xíu rồi. Đây, à hay, anh em thấy chất chưa? Này thì cầm chưa được sáng sủa cho lắm. Đấy, chưa sáng sủa cho lắm nha. Áo cái này xuống xem sao, cầm hai cái gậy dòng nhìn coi nó chất hơn không. Đấy. Đó, thì anh em sẽ úp lên cộng 15 để nó mọc sừng. MG cầm cũng bao chất nha anh em ơi, nó sẽ sáng hơn. Nói chung là đẹp. Cái này là đẹp. Đẹp luôn. Đó,
Đó. Chưa đẹp. Thì mình sẽ làm đến đây rồi xong mình sẽ đi kiếm phôi để mình cộng hưởng cho nó. Hưởng mấy cái dòng ngon nhất. Ba dòng ngon nhất. Thôi, video này thì mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Thì mình sẽ gom, bây giờ sẽ gom đồ và úp cho nó lên 15 luôn. 15 và úp full dòng cho nó. Đấy, để nhìn con MG nó chất hơn được chút xíu. Rồi, bye bye mọi người nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.